Xin chào tất cả các anh chị, các bạn, những người xem chương trình Inside Sharing. Tôi là Nội Hà và tôi là người cùng với ba vợ mình trong cái mùa dịch Covid tạo ra cái chương trình này. Và cái chương trình này, bản chất của nó từ ngày đầu là chúng tôi muốn kết nối với lại chuyên gia trên toàn cầu, muốn connect với họ, muốn phỏng vấn họ, phỏng vấn cái câu chuyện, cái hành trình phát triển của họ, phỏng vấn để xem thử bằng cách nào mà họ trở nên giỏi như vậy, có những cái chia sẻ gì từ họ mà chúng ta có thể học hỏi, có thể suy nghĩ về cái điều đó, có thể thử áp dụng để biết đâu trên cái hành trình lớn lên và phát triển của mình thì chúng ta có thể áp dụng những cái điều đó để cái hành trình của chúng ta đi nó được nuột nà hơn, và biết đâu một ngày chúng ta lại trở thành những người chuyên gia và sẽ có những người khác hỏi mình về cái hành trình phát triển của mình nó ra làm sao, đúng không các bạn? Đó. Và chúng tôi cũng không nghĩ là trong vòng 18 tháng của cái mùa dịch thì cả hai đã phỏng vấn hơn 650 chuyên gia ở trên 60 quốc gia, một kỷ lục của cái ngành podcast. Đến bây giờ chúng tôi cũng đã phỏng vấn hơn 1.000 người rồi, những người cực kỳ nổi tiếng. Rồi tôi đi tham gia rất là nhiều cái buổi chia sẻ thì có nhiều bạn hay hỏi là anh Hà ơi, anh và chị Vivian hay thích đi ngược dòng, đang ở Mỹ yên lành, có nhà, có cửa, công văn, việc làm tốt, có môi trường cực kỳ hay, là quyết định đi về Việt Nam, rồi tạo dựng được cái tên tuổi mình trong một cái ngành, sau một thời gian thì lại quyết định đeo đuổi một cái ngành mới để học những kiến thức mới, để làm những cái điều mới, để kết nối với những con người mới, trong khi người khác thường thì đã dành cả chục năm cho một cái ngành thì họ sẽ tiếp tục trong cái ngành đó, bởi cái ngành đó nó trở nên là quen tay, quen việc, quen mối quan hệ, quen tất cả mọi thứ. Thì tại sao anh chị lại chọn đi cái hướng ngược lại như vậy? Rồi cái câu hỏi khác là các bạn hay hỏi là làm thế nào để có một cuộc đời mà anh nghĩ, chị nghĩ là nó xứng đáng. Ok. Bởi vì mọi người hay quen cái thói quen nói là you only live once, nghĩa là chúng ta chỉ sống có một lần trong đời thôi. Và tôi với bà Vivian, bà xã mình thường thì là không đồng ý với cái quan điểm đó, bởi vì chúng ta là sống mỗi ngày, còn mở mắt, còn xem được cái video này, còn làm được cái video này, nghĩa là chúng ta còn đang sống, đúng không? But we only die once, nghĩa là chúng ta chỉ chết một lần trong đời thôi. Và bởi một lần trong đời để mà chết đi thì nó dần hết tất cả mọi thứ mất tiêu, đúng không? Cho nên làm sao để mỗi cái khoảnh khắc mà tôi sống, bạn sống, chúng ta hãy sống cho nó xứng đáng nhất. Thì sống xứng đáng, mỗi người sẽ có một cái định nghĩa khác nhau. Có người sống như tiền đó là xứng đáng, có nhiều người nói là như bạn đó là xứng đáng, có nhiều người nói là ăn nhiều món đồ ăn ngon đó là xứng đáng, có nhiều người nói là nhiều cái trải nghiệm đó là xứng đáng. Xứng đáng mỗi người nó có một định nghĩa khác nhau. Thì tôi định nghĩa cái cuộc sống xứng đáng trong cái definition, trong cái khái niệm của tôi, của bà xã tôi, nó là cái gì? Thì hôm nay sẽ chia sẻ cho những bạn mà đang đi tìm cái thước đo, cái cuộc sống của mình ấy, đang đi tìm cái phương pháp để các bạn có một cái cuộc sống mà nó giá trị ấy. Ok, thì biết đâu cái chia sẻ của ngày hôm nay nó phù hợp với các bạn, các bạn thử cho nó một chút suy nghĩ về cái điều đó. Ok, cuộc sống xứng đáng thứ nhất đầu tiên ấy, là phải khỏe. Tới cái tuổi này rồi, tôi gặp rất nhiều anh, nhiều chị, nhiều bạn, nhiều bè. Họ đã dành thời gian chinh chiến, chiến đấu, giành giật, leo lên những cái vị trí này, thước đo này trên xã hội đó. Để rồi họ chợt nhận ra rằng cái sức khỏe nó quan trọng vô cùng. Cày ngày, cày đêm để làm báo cáo, để gặp khách hàng, để đi tiếp khách, để mở rộng mối quan hệ, bán cái sức khỏe khi còn trẻ, để đến khi mà có được cái danh vọng, có được cái điều kiện, có được cái tiền bạc, có được cái sự ngưỡng mộ của người khác thì lại không còn đủ sức khỏe để tận hưởng nó, để enjoy cái cuộc sống, thì cuộc sống đó nó không hẳn đã có đầy đủ ý nghĩa. Ok, nên từ bây giờ các bạn hãy tập trung làm sao cho các bạn có một cái sức khỏe về thể chất thật tốt. Thì thể chất thật tốt, mỗi người sẽ chọn cái phương pháp phù hợp. Có người thì đi bộ, có người đạp xe đạp, có người chạy bộ, có người đá banh, có người... Miễn làm sao các bạn có một cái hoạt động để giúp cho
cái sức khỏe của mình nó bền bỉ, nó dẻo dai. Và trên cái hành trình lớn lên và phát triển của các bạn á, cái sự dẻo dai đó, cái bền bỉ đó, nó rất là quan trọng. Nó cho bạn được cái sức khỏe thể chất đó để bạn tiếp tục cống hiến ngược lại vào trong cái công việc, cống hiến ngược lại vào trong cái mối quan hệ của các bạn. Chứ còn không, nếu mà cái một thân thể mà nó què quặt, nó mệt mỏi, đi làm nó cũng không muốn làm, gặp khách nó cũng không muốn gặp, nó đuối cả ngày từ sáng tới tối thì làm gì mà làm được cái gì, đúng không các bạn? Thử tưởng tượng một ngày các bạn bị cảm cúm đi, ốm nặng đi, các bạn lê cái xác các bạn ra khỏi cái giường nó đã mệt mỏi rồi, huống gì là đi lên công ty, huống chi là đi làm việc, đúng không? Đó, thì làm sao cho các bạn có một cái thể chất thật là tốt. Đó. Thứ hai là cái sức khỏe về tinh thần. Sức khỏe về tinh thần nó quan trọng không kém gì sức khỏe về thể chất cái đó, chỉ khỏe mà, đúng không? Làm sao bạn có một cái trạng thái tinh thần thật là minh mẫn. Đó. Minh mẫn để các bạn có thể chiêm nghiệm nó được mình đang làm đúng cái gì, đang làm sai cái gì, đang đi ra làm sao, đang đi về đâu, đang đi với ai. Làm sao để mình đạt được những mục tiêu của mình đặt ra, ai có thể giúp mình đạt được những mục tiêu đó, mình còn xa, bao xa so với mục tiêu mà mình đặt ra, mình đang mất cân bằng ở điểm nào và mình đang làm những cái điểm nào mà mình cần phải cải thiện nữa. Cái sức khỏe về tinh thần đó nó là giống như là một cái checklist vậy đó, hàng ngày chúng ta phải tự vấn với bản thân mình này, mình có đang cho mình cái sức khỏe tinh thần tốt hay không. Nếu như mình không cho mình cái sức khỏe tinh thần tốt, nó ảnh hưởng như thế nào đến cái hành trình phát triển của mình về lâu về dài. Đừng bao giờ quên cái checklist đó cho bản thân của bạn. Bạn đang vui, bạn đang buồn, cảm giác của bạn đã làm sao. Hãy thường xuyên hỏi chính bản thân mình để mình biết được mình đang ở cái trạng thái như thế nào. Và khi biết được rồi á, hãy làm cái điều gì đó với cái trạng thái đó của bạn. Hãy làm cái gì để giúp cho bạn có một cái sức khỏe tinh thần nó tốt hơn, nó tươi vui hơn. Khi chúng ta tươi vui, khi chúng ta ở trạng thái tốt, chúng ta sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, đúng không? Chúng ta cũng sẽ suy nghĩ một cái gì đó nó tích cực hơn. Chúng ta sẽ nhìn cái sự vật hiện tượng nó đa chiều hơn, nó sâu lắng hơn. Bởi vì cái sức khỏe tinh thần đó nó đang ở trạng thái đầy năng lượng tốt đẹp. Thì phải thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng cho nó. Ok. Cái thứ ba, hãy làm cái công việc mà bạn thật sự yêu thích. Cái điều này nó nghe thì nó lý tưởng hóa vô cùng, đúng không các bạn? Nhưng mà thật sự nó là như vậy. Hãy tìm những cái công việc mà bạn yêu để mà làm. Không có nghĩa là cái công việc từ sáng tới chiều ở công ty của bạn hẳn là công việc bạn đã yêu thích. Đôi khi cái cuộc sống cơm áo gạo tiền, chúng ta phải làm một vài cái việc mà chúng ta không muốn làm, chỉ để gọi là mưu sinh mà, mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu cái sinh sống, đúng không? Tuy nhiên sau giờ làm thì sao? Nếu bạn là người thích đan thêu, hãy làm cái gì đó đến đan thêu trong cái thời gian mà bạn rảnh rỗi. Nếu bạn là người thích viết sách, hãy viết sách khi bạn có thời gian rảnh rỗi. Nếu bạn là người thích làm chia sẻ những cái video như tôi đang làm như vậy, thì hãy bắt đầu làm cái video đầu tiên của mình đi, để xem thử là cái niềm vui của mình, cái tình yêu của mình dành cho nó được lan tỏa lớn ra làm sao. Chứ đừng bao giờ nói là ok, tôi không được làm những cái gì mà tôi không muốn làm. Cuộc sống của các bạn là do các bạn chọn. Thậm chí ví dụ như nếu như công việc các bạn đang làm mà cái công việc mưu sinh của các bạn đó, nó không cho các bạn cái niềm vui, mà nếu bạn có thể chọn được một công việc khác làm, chọn thử đi, làm cái công việc bạn yêu thích. Bởi vì khi chúng ta làm cái việc chúng ta yêu thích, chúng ta đang bồi bổ thêm vào trong cái hành trình phát triển của mình cái nguồn năng lượng tích cực, cái đam mê, cái tình yêu cho nó. Nó là cái nguồn năng lượng cho cái đời sống tinh thần của bạn càng trở nên tốt đẹp hơn, đúng không? Từ, hãy cho mình những người bạn tuyệt vời. Hãy cho mình những người bạn tuyệt vời. Và tôi dùng từ cho ở đây là bởi vì nhiều người đang có rất là nhiều bạn, nhưng bạn nó có bạn này và bạn kia, những người bạn mà giỏi, những người bạn mà tuyệt vời, những người bạn mà thấu cảm, những người bạn mà ở một cái tầm cao á, họ sẽ giúp cho bạn lên cái tầm cao. Nhưng những người bạn mà không có đưa được bạn lên những cái tầm như vậy á, thì luôn luôn kéo bạn ở cái mức ngang bằng với họ. Người ta nói là chỉ cần nhìn vào 5 người mà bạn dành thời gian nhiều nhất
nó sẽ nói được rất nhiều về chính bạn. Năm người đó sẽ nói lên cái tương lai của bạn ra làm sao, cái potential là những cái gì mà bạn có thể trở thành nó sẽ ra làm sao, bởi vì họ là kết quả của bạn về sau này đó. Ok, sẽ thường xuyên cho mình những người bạn mới, mình giúp mình nâng lên những cái tầm cao mới, điều đó vô cùng quan trọng. Ok, đó là cái thứ tư. Cái thứ năm là trải nghiệm. Khi bạn có nhiều cái trải nghiệm, bạn sẽ có nhiều cái câu chuyện, có nhiều cái kiến thức, có nhiều cái kinh nghiệm cọ sát với thực tế. Những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm đó nó sẽ làm giàu lên cái đời sống của bạn, làm giàu lên cái vốn kiến thức của bạn, làm giàu lên nó làm giàu cho chính những cái gì tương lai của bạn đó. Cho nên hãy đi nhiều, hãy đọc nhiều, hãy tham gia nhiều cái dự án, hãy dấn thân. Dấn thân đi bạn, đừng sợ. Dấn thân để bạn có cơ hội được học, dấn thân để bạn có cơ hội được tìm hiểu những cái mới, dấn thân để bạn đi khác với những người khác. Bởi vì người khác sẽ luôn luôn nhìn cái việc dấn thân đó là nỗi sợ, cái việc dấn thân đó là mất thời gian, cái việc dấn thân đó nó là cái việc mất cái này, mất cái kia, mất cái lợi trước mắt. Nhưng mà những cái dấn thân như vậy nó sẽ cho bạn cái lợi về sau này, cái lợi về tinh thần về sau này, mà bạn là người thừa hưởng nó rất là nhiều. Ok, đó, hãy cho mình thật nhiều trải nghiệm, lắp vào trong cái hành trình của bạn những cái chuyến đi, gặp những con người mới, gặp những bạn bè mới, gặp những ngành nghề mới, những công việc mới, những thức ăn mới, những cuốn sách mới, cái gì để mà làm sao là nó giàu cho cái hành trình trải nghiệm của bạn. Những cái yếu tố đó khi cộng dồn lại với nhau, một chút tốt hơn, rồi một chút tốt hơn, tới một ngày bạn nhìn lại cái hành trình của bạn đó, tuyệt vời vô cùng. Có thể nó không phải là một thứ mà bạn có thể nhìn thấy ngay lập tức đâu. Nhưng mà đó là earn life mà, nó là cái hành trình làm sao cuộc sống đáng để ghi nhận. Thì là đến lúc bạn, khi bạn nhìn lại, mình kiểu thế ra mình làm được những điều như vậy sao? Wow, thế ra mình có khả năng làm được những cái điều mà mình không nghĩ như vậy sao? Khi bạn nhìn lại như vậy, bạn sẽ thấy là cái hành trình của bạn đó thật là tuyệt vời, và bạn thật là tuyệt vời. Vậy nhá, hôm nay tôi chia sẻ với bạn 5 cái điều như vậy, hy vọng bạn có thể áp dụng, áp dụng từng tí một, và cho nó cái niềm tin để tiếp tục áp dụng từng tí một đó, để một ngày cái cuộc sống của bạn nó sẽ khác biệt với người khác rất là nhiều. Và tôi chúc cho cái ngày đó nó đến sớm đối với bạn. Tôi chúc cho cái hành trình của bạn khỏe về thể chất, khỏe về tinh thần, đúng không? Và nhiều cái trải nghiệm khác nhau, nhiều cái người bạn bè khác nhau, dấn thân cho những cái gì đó mới, để cái ngày hôm sau sẽ luôn luôn tốt hơn ngày hôm nay, và ngày tháng sau nó sẽ tốt hơn tháng này, năm sau nó tốt hơn năm này, để chúng ta lớn lên trong một cơ thể lúc nào nó cũng được đầy dưỡng chất, để dưỡng chất vật chất, tinh thần. Đó là một cuộc đời tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem cái video, và hy vọng các bạn sẽ chia sẻ nó cho những người, người thân, người quen, bạn bè của mình, để ai trong mối quan hệ của bạn cũng được hưởng lợi từ những chia sẻ của bạn. Ai trong mối quan hệ của bạn cũng có một cái cuộc sống, cũng có một cuộc sống mà nó xứng đáng. Để rồi bạn nhớ nha, cái giá trị của 5 con người dành cho bạn, 5 cái con người mà bạn dành thời gian nhiều nhất, cái giá trị đó nó sẽ nói lên tương lai của bạn. Nên bạn lan tỏa cái giá trị đẹp cho họ, thì bạn đem đến cho họ cái tương lai nó tốt đẹp, và ngược lại họ cũng sẽ đem lại cho các bạn tương lai tuyệt vời. Tạm biệt.